Xin chào tất cả các em. Rất vui khi được gặp lại các em trong buổi chữa đề online số 1 ngày hôm nay. Trước khi vào chữa đề online số 1 này, thầy giới thiệu qua ý nghĩa của cuộc thi online. Với kinh nghiệm luyện thi nhiều năm, thầy thấy rằng có những em thi học từng chuyên đề một thì rất tốt. Thế nhưng khi chuyển sang chuyên đề khác thì lại rất mau quên chuyên đề trước. Có những em khi ôn thi thì rất tốt, thế nhưng khi vào thi thì lại đạt kết quả không cao. Có những em khi vào thi thì không đủ thời gian để làm hết những câu mình có thể làm được. Để khắc phục tất cả các điều đó, năm nay thầy thiết kế riêng cuộc thi online tại website tuyển sinh247.com. Đây là sự đột phá trong lĩnh vực luyện thi online, hứa hẹn mang lại cho các em nhiều bổ ích nhất. Cuộc thi online nó như một sân chơi, giúp các em trao đổi kiến thức, giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài, giúp các em tự kiểm tra lại kiến thức của mình. Và qua các video chữa đề của thầy, giúp các em hình thành cách tiếp cận một bài toán, giúp các em hình thành cái tư duy tổng hợp để phục vụ tốt nhất cho các kỳ thi lớn sắp tới. Bây giờ, thầy cho mình cùng phân tích đề số 1. Câu thứ nhất của đề thi như sau. Cho hàm số y bằng 1/3 nhân m ngoặc đơn, m trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ 3 cộng với m x bình cộng với m ngoặc đơn 3m trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân x. Ý thứ nhất, xét tính đơn điệu của hàm số với m bằng 2. Ý số 2, tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên R. Thầy cho mình cùng vào ý thứ nhất. Để làm được ý thứ nhất này, các em cần phải nhớ ngay đến các bước xét tính đơn điệu của một hàm số. Thầy nhắc lại các bước xét tính đơn điệu của một hàm số như sau. Bước thứ nhất, tìm tập xác định. Bước số 2, tính đạo hàm. Bước số 3, tìm tất cả các giá trị của x, tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc đạo hàm không xác định. x1, x2, xn, tại đó y phẩy bằng 0 hoặc y phẩy không xác định. Bước tiếp theo, các em lập bảng xét dấu của y phẩy. Được chưa? Và từ đó, các em kết luận cho thầy. Bây giờ, thầy cho mình cùng vận dụng 4 bước giải này vào ý thứ nhất như sau. Thầy thay m bằng 2 vào hàm số. Một phần 3 x mũ 3 cộng 2 x bình cộng 4 x. Bước thứ nhất, thầy có tập xác định. D bằng R. Vì hàm số của chúng ta không chứa mẫu, không chứa biểu thức cả. Bước số 2, thầy tính đạo hàm. Bằng x bình phương cộng 4x cộng 4. Bước số 3, thì tìm tất cả các giá trị của x, tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc đạo hàm không xác định. Trước tiên, thì tìm tất cả các giá trị của x, tại đó đạo hàm bằng 0. Các em giải phương trình này ra, các em có được nghiệm kép x1 bằng x2 và bằng trừ 2. Đạo hàm của chúng ta luôn xác định. Bước thứ 3, bảng xét dấu. Y phẩy. Các em kẻ cho thầy hai dòng. Các em đặt giá trị nghiệm vào. Trừ 2, 0,
Các em chú ý cho thầy ngoài khoảng mang dấu của hệ số A. Các em nhìn cho thầy biểu thức y phẩy. Y phẩy là một biểu thức bậc 2. Hệ số A ở đây bằng 1 dương ngoài khoảng mang dấu dương. Qua nghiệm kép, các em chú ý là không đổi dấu dương. Từ đây thầy kết luận như sau. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 2 và từ trừ 2 đến dương vô cùng. Và hàm số của chúng ta là không có khoảng nghịch biến. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ý thứ nhất. Bây giờ các em quan sát lại để ý số 2. Ý số 2 yêu cầu tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên R. Để làm được ý này, thầy cho mình cần phải vận dụng đến các lý thuyết sau. Lý thuyết thứ nhất ở đây, đó là hàm số đồng biến trên miền D khi và chỉ khi y phẩy lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc D. Và các em chú ý cho thầy là bằng 0. Bằng 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm. Của D. Lý thuyết thứ hai ở đây mà thầy cho mình phải vận dụng tới, đó là tính chất của tam thức bậc 2. AX bình cộng BX cộng C lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R khi và chỉ khi A lớn hơn 0, delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. AX bình cộng BX cộng C nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R khi và chỉ khi A nhỏ hơn 0, delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Bây giờ, thầy cho mình cùng vận dụng lý thuyết này để giải ý số 2. Thầy có lời giải cụ thể như sau. Ta có đạo hàm y phẩy bằng m trừ 1 nhân x bình phương cộng với 2mx cộng với 3m trừ 2. Được chưa các em? Thì lý luận một câu, để hàm số đồng biến trên R khi và chỉ khi y phẩy lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Và các em chú ý thầy bằng 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc R. Điều này tương đương với m trừ 1 cả nhân x bình cộng với 2mx cộng với 3m trừ 2 lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Các em chú ý thầy, hệ số A ở đây chính là bằng m trừ 1 có chứa tham số m. Thì thấy rằng với A bằng 0 hay nghĩa là với m bằng 1 thay vào thì không thỏa mãn nhé. Với m bằng 1 thay vào không thỏa mãn. Xét trường hợp m khác 1, biểu thức của chúng ta chính là một biểu thức bậc 2. Thì dựa vào tính chất của tam thức bậc 2 thì có m trừ 1 nhân với x bình cộng với 2mx cộng với 3m trừ 2 lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R khi và chỉ khi A ở đây bằng m trừ 1 lớn hơn 0, delta, các em có thể sử dụng delta phẩy, bài này thì dùng delta bằng 2m tất cả bình trừ đi 4 nhân với m ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân với
3m trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải hai điều kiện này để tìm ra m. Thầy có điều kiện thứ nhất là m lớn hơn 1. Đúng chưa các em? Tiếp theo thầy có được, thầy chia cả hai vế cho 4, thầy có m bình phương trừ đi m ngoặc đơn. M trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân với 3m trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đến đây thầy có được kết quả là gì? M lớn hơn 1. Các em nhân đây thì các em có được gì? Trừ 3m bình. Vậy thầy có được kết quả trừ 2m bình. Đúng chưa? Rồi, trừ 2m trừ đi 3m bằng trừ 5m, dấu trừ đằng trước, cộng 5m. Và kết quả đây là gì? Trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Bất phương trình thứ nhất là m lớn hơn 1. Đây là một bất phương trình bậc 2. Hệ số A ở đây bằng trừ 2. Cùng dấu với dấu của bất phương trình ngoài khoảng hai nghiệm. Thì có m nhỏ hơn hoặc bằng và m lớn bằng. Các em bấm máy, phương trình này của chúng ta có hai nghiệm 1 phần 2 và 2. Kết hợp với điều kiện thứ nhất là m lớn hơn 1 thì tìm được là kết quả đây là m lớn hơn hoặc bằng 2. Đây chính là kết quả cuối cùng của bài toán. Và đến đây các em kết luận cho thầy, với m lớn hơn hoặc bằng 2 thì hàm số của chúng ta đồng biến trên R. Như vậy là thầy trò mình đã hoàn thành câu thứ nhất trong đề thi. Bây giờ thầy trò mình cùng chuyển sang câu tiếp theo trong đề thi. Câu số 2 của đề thi như sau. Cho hàm số y bằng x mũ 3 cộng với 3x bình trừ mx trừ 4. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến 0. Nếu ý số 2 của câu thứ nhất, tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên R, thì câu số 2 này tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên một khoảng từ trừ vô cùng đến 0. Câu hỏi đặt ra, để làm được câu số 2 này thầy cho mình sẽ vận dụng lý thuyết nào đây? Bây giờ thầy sẽ nhắc lại một số lý thuyết liên quan để làm được câu số 2 này như sau. Thứ nhất, đó là bất phương trình m nhỏ hơn hoặc bằng fx có nghiệm với mọi x thuộc miền D khi và chỉ khi m nhỏ hơn hoặc bằng min của fx. Min của fx với x thuộc miền D. Bất phương trình m lớn hơn hoặc bằng fx có nghĩa với mọi x thuộc miền D khi và chỉ khi m lớn hơn hoặc bằng max của fx với x thuộc D. Lý thuyết số 3 thầy muốn truyền tải cho các em đó là bảng biến thiên của hàm số bậc 2 y bằng ax bình cộng bx cộng c. Hàm số bậc 2 các em đã nghiên cứu trong chương trình lớp 9. Bây giờ thầy nhắc lại bảng biến thiên như sau. Trường hợp a lớn hơn 0, các em có bảng biến thiên x y trừ vô cùng đến dương vô cùng trừ b trên 2a dương vô cùng dương vô cùng. Trường hợp a nhỏ hơn 0, các em có bảng biến thiên bây giờ thầy cho mình sẽ sử dụng tất cả các lý thuyết này vào bài toán của chúng ta. Thầy có lời giải như sau. Trước tiên thầy tính đạo hàm, ta có y phẩy bằng
3x bình phương cộng với 6x trừ đi m. Thì lý luận một câu, để hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến 0, điều này tương đương với y phẩy lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ trừ vô cùng đến 0. Và thầy có được kết quả như sau. Y phẩy ở đây bằng 3x bình cộng 6x trừ m lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ trừ vô cùng đến 0. Thầy chuyển trừ m sang phía bên phải thì có được kết quả tương đương với m nhỏ hơn hoặc bằng 3x bình cộng 6x. Thầy đặt 3x bình cộng 6x bằng biểu thức fx với mọi x thuộc khoảng từ trừ vô cùng đến 0. Theo lý thuyết mà thầy đã hướng dẫn các em thì thầy có được m sẽ nhỏ hơn hoặc bằng min của biểu thức fx với x thuộc từ trừ vô cùng đến 0. Bây giờ thầy cho mình cùng đi tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức fx. Biểu thức fx của chúng ta là một biểu thức bậc 2. Hệ số a bằng 3 lớn hơn 0. Vậy thầy có bảng biến thiên của biểu thức fx như sau. X fx trừ vô cùng đến dương vô cùng trừ b trên 2a. B ở đây bằng 6, a bằng 3, kết quả bằng trừ 1. Các em thay x bằng trừ 1 vào biểu thức fx, các em có kết quả bằng trừ 3. Nhưng thầy cho mình chỉ cần tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức fx trên khoảng từ trừ vô cùng đến 0. Do đó thầy đặt vào từ trừ vô cùng đến 0. Bỏ phần lớn hơn 0 đi. Vậy là thầy đã có được bảng biến thiên của biểu thức fx trên khoảng từ trừ vô cùng đến 0. Từ đây thầy suy được ra giá trị nhỏ nhất min của fx. X thuộc trừ vô cùng đến 0 là bằng trừ 3. Và từ đây thầy có được điều kiện của tham số bằng m nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3. Kem kết luận cho thầy, với m nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3 thì hàm số của chúng ta gì đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến 0. Bây giờ kem quan sát lại cái bất phương trình này. Câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Trong trường hợp chúng ta không rút được tham số m thang một vế thì liệu chúng ta có làm được bài toán này hay không? Để trả lời câu hỏi này, thầy cho mình cùng vào câu số 3 trong đề thi. Câu số 3 của đề thi: cho hàm số y bằng 2x mũ 3 trừ đi 3 nhân mở ngoặc đơn 2m cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x bình cộng với 6m nhân mở ngoặc đơn m cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng 1. Thì m để hàm số đồng biến trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng. Mới nhìn thấy rằng câu số 3 có vẻ giống với câu số 2. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải xem câu số 3 khác câu số 2 ở điểm nào. Thầy có lời giải sau. Ta có đạo hàm bằng 6x bình trừ đi 6 nhân mở ngoặc đơn 2m 1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng 6m nhân mở ngoặc đơn m cộng 1. Nếu lý luận như câu số 2 thì thầy có để hàm số đồng biến trên khoảng từ 2 đến dương cùng, điều này tương đương với y phẩy lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ 2 đến dương vô cùng. Thế nhưng đến đây thì trò mình lại không rút được m sang một vế, khác hẳn với câu số 2. Vậy thì cách làm của câu số 2 không còn đúng nữa. Câu hỏi đặt ra là để làm được bài này thì cho mình sử dụng lý thuyết nào đây? Để làm được bài này thì cho mình sẽ
xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là tìm điều kiện để hàm số đồng biến trên R, thì đương nhiên là hàm số sẽ đồng biến trên khoảng từ 2 đến 0 vô cùng. Xét trường hợp 2, đó là phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt, thì lập bảng xét dấu của y phẩy, từ đó thì suy được ra các khoảng đồng biến của hàm số. Và thì lý luận do hàm số đồng biến trên khoảng từ 2 đến 0 vô cùng, từ đó thì suy được ra điều kiện của bảng. Với lý luận đó, thầy có lời giải cụ thể như sau. Xét trường hợp 1, hàm số đồng biến trên R, điều này tương đương với y phẩy lớn bằng 0 với mọi x thuộc R. Đúng chưa các em? Y phẩy thì thay vào thì có tương đương với 6 x bình trừ đi 6 nhân mở ngoặc đơn 2m cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng với 6m nhân mở ngoặc đơn cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Thầy tiến hành chia cả hai vế cho 6 thì có được kết quả như sau. X bình trừ đi mở ngoặc đơn 2m cộng 1 đơn nhân x cộng với m cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Thì sử dụng tính chất của tam thức bậc 2 ở đây, tương đương với A bằng 1 lớn hơn 0, delta bằng delta bằng B bình trừ 4AC, B bằng trừ mở ngoặc đơn 2M cộng 1, đem đi bình phương thì chính bằng 2M cộng 1 tất cả bình, trừ 4AC, 4 nhân 1 nhân với m, m cộng 1 là nhỏ hơn bằng 0. Điều kiện trên luôn đúng thì giải điều kiện dưới thì có tương đương với 4m bình cộng 4m cộng 1 trừ đi 4m bình trừ đi 4m nhỏ bằng 0. Rút gọn thì có được tương đương 1 nhỏ hơn bằng 0, vô lý. Vậy từ đây thì suy ra là không xảy ra trường hợp này. Không xảy ra. Thì tiến hành xét trường hợp 2. Xét trường hợp 2. Phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Điều này tương đương với phương trình x bình trừ đi mở ngoặc đơn 2m cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng với m nhân với m cộng 1 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Điều kiện để phương trình này có hai nghiệm phân biệt tương đương với A ở đây bằng 1, 0 đúng đúng. Delta bằng 2m cộng 1 tất cả bình trừ đi 4 nhân 1 nhân với m cộng 1 lớn hơn 0. Điều kiện trên luôn đúng, thầy giải điều kiện thứ hai này thì có tương đương với 4m bình cộng 4m cộng 1 trừ 4m bình trừ 4m lớn hơn 0. Và thầy có được kết quả nó là gì? Tương đương với 1 lớn 0, cái này luôn đúng. Từ đây thì suy ra với mọi m thì phương trình y phẩy bằng 0 luôn có hai nghiệm phân biệt. Bước tiếp theo, thầy cho mình cùng đi giải phương trình y phẩy bằng 0 để tìm ra hai nghiệm và lập bảng xét dấu của y phẩy. Y phẩy bằng 0 tương đương với x bình trừ đi mở ngoặc đơn 2m cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng với m nhân với m cộng 1 bằng 0.
Các em tiến hành giải phương trình này, delta của chúng ta là bằng 1. Thì các em tìm được ra hai nghiệm x bằng m và x bằng m cộng 1. Thầy có bảng xe dấu của y phải. X y phải trừ vô cùng để m cộng 1 dương vô cùng. Các em quan sát biểu thức y phải. Hệ số A ở đây bằng 6, lớn hơn 0. Trong trái ngoài cùng thì có âm. Được. Như vậy là hàm số của chúng ta đồng biến trên mỗi khoảng từ trừ vô cùng đến m và từ m cộng 1 đến dương vô cùng. Thế nhưng, đề bài đang yêu cầu là tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng. Các em chú ý, 2 đến dương vô cùng. Được chưa? Vậy thì từ đây thầy lưu lại một câu để hàm số đồng biến trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng. Điều này phải tương đương với là gì? M cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 2. Đúng cho các em. Và thầy có được kết quả đây là m nhỏ hơn hoặc bằng 1. Vậy là thầy đã tìm được điều kiện của m để hàm số đồng biến trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng, đó là m nhỏ hơn hoặc bằng 1. Cách làm này chính là cách làm tổng quát của bài toán tính đơn hiệu của hàm số có chứ hàm số. Như vậy là thầy đã trình bày cho các em xong đề online số 1 thuộc lĩnh vực tính đơn hiệu của hàm số. Các em về nhà xem lại thật kỹ phần thầy đã trình bày và làm lại cho thầy đề online số 1 này. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.